Ngày 30 tháng 4, Phó Chủ tịch UBND ban nhân dân thành phố Hà Nội cho hay đã có thêm 2 ca dương tính COVID-19. Hai ca bệnh này là công nhân nhà máy Panasonic và nhà máy Vico, khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Theo bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, hai công nhân tại nhà máy Panasonic và nhà máy Vico đã tiếp xúc với bệnh nhân NVK, bệnh nhân 2911 tại Đông Anh vào ngày 26 tháng 4. Ngày 22 tháng 4, bệnh nhân 2911 đã tiếp xúc ăn tối cùng bệnh nhân 2899, bệnh nhân đầu tiên của chùm ca bệnh. Ca có kết quả dương tính tối ngày 29 tháng 4. Trong một tuần qua, ca có tiếp xúc gần với 10 người, trong đó có hai bệnh nhân kể trên. Đến trưa ngày 30 tháng 4, nước ta ghi nhận tổng cộng 13 bệnh nhân mới, trong đó Hà Nam 7 ca, Hà Nội 3, Hưng Yên 2 và thành phố Hồ Chí Minh 1. Ngoài ra tại Hà Nam còn 1 ca nghi ngờ.